cuối giờ chiều nay, ngày 13 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố với các sở ngành quận huyện để tiếp tục chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Hôm nay ngày 13 tháng 7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 ca mắc mới, trong đó 1 ca mắc là nhân viên chi cục thuế Cẩm Lệ Hòa Vang dự tập huấn tại Cục Thuế thành phố, 1 ca mắc ở đường Nguyễn Phước Nguyên khám tại Bệnh viện Tâm trí Đà Nẵng và ca mắc còn lại đã được cách ly tại khách sạn. Lực lượng chức năng đã mở rộng tầm soát 13 khu vực, xét nghiệm cho 11.859 lượt người, bao gồm F1, F2 và các F liên quan. Thành phố đã tiếp nhận cách ly tập trung 11 người đến từ vùng dịch. Đến nay, tổng cộng đã cách ly 491 người. Hoạt động ở các chốt kiểm soát dịch liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố được siết chặt. Các hoạt động nới lỏng vẫn diễn ra bình thường, đảm bảo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị kiểm tra công tác cách ly người về từ vùng dịch tại khách sạn, nhất là tại khách sạn Seven Sea, đường Võ Nguyên Giáp, tầm soát nơi đông người như cảng cá, chợ đầu mối, v.v. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam cho biết, so với những ngày trước thì hôm nay số ca dương tính thấp. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị. Đối với các quận, đối với Thanh Khê, thì nghệ khẩn trương truy vết thần tốc, khoanh vùng xét nghiệm đối với các F có liên quan đến ca mắc mới, khu vực mà lĩnh vực gội đầu cắt tóc, những đồng chí đã báo cáo tại khu Nguyễn Phước Nguyên. Và đây khu vực thì dân cư rất là đông đúc, đề nghị là quận Thanh Khê là khẩn trương nhanh. Những ngày qua thì ngày hôm nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ và quận Liên Chiểu tập trung phát hiện, tổ chức khoanh vùng, truy vết, giải quyết các ca mắc trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất xét nghiệm cho khu vực chợ Hòa Cầm đối diện chi cục thuế Cẩm Lệ, Hòa Vang, đồng thời thống nhất đề xuất quận Liên Chiểu phòng chống dịch nhưng vẫn đảm bảo hoạt động của chi cục thuế. Đối với các quận huyện khác, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm với F1, F2, rút ngắn thời gian là 3 ngày một lần. Liên quan đến khu cách ly tập trung, đề nghị quận huyện chủ động đề xuất khu vực cách ly mới trên địa bàn, đón những người từ vùng dịch về Đà Nẵng, nhất là bà con người Đà Nẵng, giao Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố, quận huyện, cùng với các ngành nghiên cứu đề xuất quy hoạch lại những chốt kiểm soát dịch để đảm bảo vừa thông suốt giao thông, vừa đảm bảo siết chặt phòng chống dịch.